trồn bà con ơi, trồn bà con ta biết có đủ loại trồn, trồn hương, trồn mướp, trồn nhân, trồn gì, trồn tùm lum trồn. Nhưng mà trồn, thịt trồn ăn tốt, nhưng mà có những người có bệnh thế này, ăn thịt trồn vào càng lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và nặng cho, hại cho sức khỏe của mình. Đó là những người này nè, đó là những người có bệnh gút, đó là không ăn được thịt trồn nha bà con. Ăn vào những người này nó sẽ sức khỏe mình xấu đi, bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Gút, huyết áp cao, huyết áp thấp, say rượu, uống rượu, mỡ máu, dạ dày. Đó là những người không ăn được thịt trồn. Nếu ta ăn vào thì bệnh ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, sức khỏe ta càng ngày càng xấu đi. Đó là những người bệnh gút, huyết áp cao, say rượu, uống rượu, mỡ máu, và những người có bệnh về dạ dày. Ăn thịt trồn nó có tốt lợi cho sức khỏe. Nó làm cho thanh nhiệt, giải độc, chữa chứng hầu họng, tuyến vụ phụ nữ sưng đau, tốt cho nam giới, thanh nhiệt, giải độc, giảm đau, tiêu viêm, tiêu sưng. Nhưng mà không phải ăn thịt trồn nó tốt là ăn bao nhiêu cũng được. Bà con ta ăn không quá 200 gram một ngày, mà ăn 5 ngày thì phải nghỉ 2 ngày. Nếu ta có điều kiện ta ăn liền 5 ngày thì phải nghỉ 2 ngày rồi mới tiếp tục ăn. Chứ bây giờ ta ăn tiếp tục là nó không tốt, ảnh hưởng cho sức khỏe của mình. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.